Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 làm việc 26 ngày rưỡi theo hình thức tập trung. Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp, 15 nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 khai mạc ngày 20 tháng 5, dự kiến bế mạc ngày 28 tháng 6. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 từ hội trường Diên Hồng trực tiếp phiên khai mạc các phiên thảo luận kinh tế xã hội, chất vấn, thảo luận các dự án luật và phiên bế mạc trên kênh 7 truyền hình Quốc hội Việt Nam.